Tử vi tuổi Quý Hợi 1983 tháng 2 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong những năm gần đây, khoa học ngày càng phát triển đã tác động một cách sâu sắc, toàn diện tới đời sống của con người. Việc khám phá, giải thích và đưa ra những phán đoán về các hiện tượng tự nhiên, xã hội, tư duy của con người luôn là những đề tài hấp dẫn nhất. Có thể thấy, việc khám phá, luận giải những tiềm ẩn của con người là một lĩnh vực luôn được mọi người quan tâm, tìm hiểu và xem trọng. Chính vì thế, tử vi phong thủy sẽ giúp các gia chủ có thể thay đổi vận mệnh, nắm bắt những cơ hội để thành công. Và tiếp theo, trong phần luận giải tử vi từng con giáp, từng tuổi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem những vận trình của gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021 sẽ diễn ra như thế nào. Chi tiết cát hung đạp vận ra sao, hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi và nhận những lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mù mả âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch. Từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi Thành Mộc cục. Xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ, Tuyệt Thân. Đối với những người tuổi Quý Hợi trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 2 năm 2021, tức ngày 22 tháng 3 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Tỵ. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 2 năm 2021, tức ngày mùng 3 tháng 4 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Tân Tỵ. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Quý Hợi trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 2 năm 2021, tức ngày 19 tháng 3 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 2 năm 2021, tức ngày 31 tháng 3 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp
tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Quý Hợi 1983 trong tháng 2 âm lịch. Người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, mệnh Đại Hải Thủy, không phải là người coi trọng vật chất, chẳng có nhu cầu quá lớn đối với tiền bạc. Nhưng dường như điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc tài lộc bất ngờ cứ ùn ùn tìm đến. Tuổi Quý Hợi dường như có khả năng cuốn hút hoạch tài, vì thế mà có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn những người khác. Bản mệnh chỉ cần không mất bình tĩnh là hoàn toàn có được tài lộc dồi dào trong tay. Khi làm việc nên bình tâm, tĩnh khí, đừng để những chuyện xung quanh làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của mình. Trong chuyện tình cảm, họ cũng không phải là người có chính kiến. Đối phương nói gì nghe nấy, đặt đâu ngồi đấy. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là tuổi Quý Hợi không biết phân biệt đúng sai. Với những kẻ nói một đằng, làm một nẻo, họ sẽ từ chối tin tưởng, thất vọng mà dần mất đi niềm tin và tình cảm. Hơn nữa, họ không phải là người lãng mạn, không sống với những chuyện ngôn tình, nên cần tìm một người có trách nhiệm yêu thương mình. Trong tháng này, những người làm công ăn lương sẽ bận rộn với công việc, khiến họ rất mệt mỏi và dễ bị ốm. Đối với những người đang làm kinh doanh, sự may mắn, tài lộc đang đứng về phía bạn. Bạn sẽ có thể đạt được tài lộc, nhưng bạn phải để ý đến các phụ trộm. Cửa an toàn ở nhà phải chặt chẽ, cố gắng tránh đi làn đường tối. Tân âm kim gặp hợi âm thủy nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Hợi nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có những kết quả tốt hơn. Những gia chủ tuổi Quý Hợi vốn mang bản tính hiền lành lại thêm phần tin người khác quá, dẫn đến tuổi trẻ nhiều phen còn lận đận. Nhưng bù lại, họ sẽ được trời phú cho trí tuệ, sự thông minh và một bản chất của người nghệ sĩ sống thư thái, an nhàn. Để may mắn thuận lợi, những gia chủ tuổi Quý Hợi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo sẽ là vật phẩm hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Sự nghiệp của tuổi Quý Hợi. Trong tháng 2 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Quý Hợi cần phải cẩn trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Tuổi Quý Hợi sẽ mở ra sự may mắn trong sự nghiệp. Bạn sẽ nhận được lời khen thưởng và tăng lương sẽ đạt được trong tháng này. Tuy nhiên, bạn nên cẩn trọng với lời nói và hành động của mình. Đừng tự mãn vì thành công tạm thời hoặc sếp của bạn có thể coi bạn là quá nóng để đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng. Ngoài ra, do sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian tháng 2 âm lịch, cho nên bản mệnh sẽ phải tham gia vào các buổi tiệc tùng, tụ tập. Vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉnh chu trong công việc. Nếu không, sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 2 âm lịch, thì những gia chủ tuổi Quý Hợi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chấp thời cơ, nắm cơ hội, thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, chuyển khí tốt, giúp vạn sự hành thông, tốt lành. Về tài lộc, xem tử vi tháng 2 âm lịch, tuổi Quý Hợi không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Tuổi Quý Hợi có thể may mắn kiếm được tiền. Hiệu năng tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Hơn nữa, bạn là người giỏi đầu tư vào các dự án tài chính có rủi ro và lợi nhuận thấp, nhưng sẽ mang lại cho bạn thu nhập cao khi được tích lũy ở một mức độ nhất định. Không như vậy, bạn là người có xu hướng chi tiêu nhiều, tất cả các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm nay và bạn cần phát triển một kế hoạch tốt để làm cho tất cả hài hòa và đáp ứng. Thời điểm này, cơ hội tài lộc cũng khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ,
chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đứng phía trước. Đặc biệt, bản mệnh nên đang làm việc thiện, có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, sẽ lại bất cập hại. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ Quý Hợi nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội, tình cảm và gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm đã tiếp thêm sinh lực cho những người tuổi Quý Hợi. Nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, bạn có thể thu hút nhiều người khác giới, mà bạn cần giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bạn, nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bạn và mang lại tổn thất cho sự nghiệp, tài sản, tài chính. Các cặp đôi cũng sẽ có sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ. Có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn mà khiến cho bạn và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân, chuẩn bị để về chung một nhà. Còn người độc thân sẽ tìm thấy một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân bạn chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu đôi lứa, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng là sức hút mà bạn chẳng thể chối từ. Để tăng cường vận khí và giúp con đường tình duyên của mình được hành thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Quý Hợi nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi. Vòng sẽ giúp chiêu mời quý nhân, giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường các mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho những người độc thân. Sức khỏe của tuổi Quý Hợi. Những người Quý Hợi sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 2 này. Sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần vào sức khỏe tốt của bạn. Nhưng bạn phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bạn uống và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể. Vì vậy, tốt hơn hết nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Vậy nên, trong thời gian này, gia chủ tuổi Quý Hợi nên đem theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để đem lại sức khỏe và sự bình an trong tâm thức. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ đến anh chị và các bạn về vận trình tử vi tuổi Quý Hợi trong tháng 2 năm 2021 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Cảm ơn mọi người thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Mọi người cũng đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.